Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Đấy, thì trong cái giai đoạn cuối tuần vừa qua, em nhận được rất là nhiều câu hỏi về cái việc mà anh chị lo sợ về cái giai đoạn thị trường nó khủng hoảng như này này, nó sẽ kết thúc, nó sẽ nhanh chóng kết thúc hay không em? Đấy, và liệu thời cơ nào để mà giải ngân vào cái thị trường này đó, để mà anh chị có thể an tâm và anh chị mua và anh chị nắm giữ với những cái cổ phiếu và những cái trạng thái mà nó có thể sinh ra cho anh chị một cái khoản lợi nhuận rất là tốt. Đấy, thì trong cái video ngày hôm nay là một cái video chiến lược em muốn dành tặng cho những anh chị đã theo dõi và đồng hành cùng em. Đấy, kênh YouTube Chồng Thì Stop. Đấy, về cái quan điểm mà em muốn chia sẻ cho anh chị trong cái video ngày hôm nay. Đấy, nó sẽ mang tính chiến lược cũng như là khi nào cái giai đoạn khủng hoảng này nó kết thúc và cũng như là cái thời cơ để mà anh chị có thể giải ngân, an tâm mà đi vốn trong cái giai đoạn hiện tại. Đấy, thì xin mời anh chị theo dõi cái video ngày hôm nay ha. Đấy. Thì trước hết chúng ta phải nhìn nhận lại là thị trường này nó đang trong một cái phiên rơi, đang trong một cái nhịp rơi rất là mạnh. VN Index ha anh chị. Thì trong cái video trước đó là em cũng đã có chia sẻ quan điểm của mình về cái nhóm bất động sản này nó sẽ tăng trần trong cái giai đoạn sắp tới. Thì nó là cơ hội hay rủi ro? Thì chắc hẳn là anh chị cũng đã xem và anh chị cũng nhìn nhận được là thị trường này nó đang trong một cái nhịp rơi rất là lớn, và cái việc mà nó phục hồi tăng mạnh như vậy á, là cái cơ hội để anh chị chốt lại đối với những anh chị nào mà đang cầm giữ cái lượng hàng đi, cũng như là cơ cấu danh mục để mà chuẩn bị cho một cái trận đánh mới. Vậy thì sau cái giai đoạn đó vậy thì sau cái giai đoạn đó thị trường nó sẽ còn tiếp tục rơi khủng hoảng hay không? Đó, và có những cái tín hiệu tạo đáy quanh đây hay không? Đó, thì đang có rất là nhiều luồng quan điểm là thị trường nó sẽ tạo đáy quanh cái vùng 1060. Tại vì sao vậy anh chị? Vì cái vùng này chính là cái vùng mà tổ chức họ gom hàng trước đó, họ mất 6 tháng trời, họ mất cả năm trời luôn anh chị, nếu tính kỹ đi. Đó, tại những cái vùng giá rẻ này, định giá rẻ của tổ chức khi mà thị trường tạo đáy này, nó được dòng tiền đầu tư nó đổ vào đánh rất là tốt. Rồi sau đó hình thành nên những cái cấu trúc đi ngang hấp thụ, và đây chính là cái vùng nguyên nhân mà em chia sẻ với anh chị trước đó, trước khi mà nó bước vào một cái pha tăng giá, tăng từ những cái vùng mà 1030 lên đến những cái vùng 1250, đúng không anh chị? Đó, tăng hơn 200 điểm. Và hiện tại thị trường nó đã quay trở lại tới những cái vùng móc bên dưới, những cái vùng mà thị trường trước đó được coi là cái vùng nguyên nhân để mà hình thành nên một cái đợt sóng. Thì trong cái giai đoạn mà nó đi lên á, nó đi theo cái sóng ngành nhóm chứng khoán, thì chúng ta không thể bàn cãi gì về cái việc mà nhóm ngành nó tạo ra một cái lượng lợi nhuận rất là lớn đối với những anh chị nhà đầu tư đã tham gia cùng em trong những cái giai đoạn trước đó, đúng không ạ? Đó, thì hiện tại là đang có cái luồng quan điểm là thị trường nó sẽ tạo đáy quanh đây, thì liệu đó có phải là cái luồng quan điểm đúng hay không? Thì trước đó là em cũng đã chứng minh đấy, em cũng đã phân tích cho anh chị về cái việc mà thị trường nó tạo đáy quanh đây á, thì nó phải đạt được những cái yếu tố rất là quan trọng anh chị. Tức là sao ạ? Trong cái nhịp này á, trong ngắn hạn ha, thì em đánh giá là sẽ có những cái nhịp hồi, nhưng mà để mà hình thành được cái vùng đáy á, anh chị nên nhớ đáy á, là một vùng chứ không phải là một điểm. Đáy là một vùng không phải là một điểm. Nếu như mà anh chị cho là đây là đáy của thị trường đi, thì đây chỉ là một cái điểm thôi, đây chỉ là một cái đáy đáy nhỏ thôi, đúng không ạ? Đó, thì nó hồi lên nè, sau đó nó lại tiếp tục tạo ra một cái đáy mới thấp hơn đó, thì anh chị thấy nó cũng lại có một cái nhịp hồi trở lại này, nó lại tiếp tục mở biên rơi và nó giảm điểm như này đó. Và tính tới cái giai đoạn hiện tại đi, là thị trường nó đã rơi 4 nhịp rồi anh chị, một nhịp này đó và kéo lên này, nhịp hai này nó lại đạp thêm phát này, lại kéo lên đấy, nhịp ba này, nhịp bốn này không anh chị, đây nhịp 1 nè, nhịp 2 nè, nhịp 3 nè. Đấy, hồi lên nè, và đây chính là cái nhịp 4 của thị trường. Nó tiếp tục rơi, đúng không ạ? À? Và hiện tại là vẫn chưa biết được đây có phải là vùng đáy hay không. Và trong video trước đó, em có chia sẻ anh chị về cái việc mà thị trường nó rơi như này á, nó hình thành một phiên stopping volume bar. Đây là một cái phiên mà gọi là ngừng rơi của thị trường. Đó. Và sau cái phiên ngừng rơi này á, khả năng sẽ có nhịp phục hồi trở lại. Đó. Thì đây hiện tại á, nó chỉ là một phiên ngừng rơi thôi, chứ chưa hẳn là cái phiên tạo đáy của thị trường đó. Và khả năng cao á, là thị trường nó sẽ có những cái nhịp phục hồi sang tuần sau
Đó, thì video của em đã chia sẻ trước đó về cái luồng quan điểm này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính về cái việc là thị trường sắp tới nó sẽ có hình thành những cái cấu trúc rơi hoảng loạn hay không. Thì khi đó chúng ta phải đánh giá được là hiện tại á, những cái luồng thông tin về cái vĩ mô này, về cái vĩ mô này, những cái chỉ số DXY đó liên tục leo dốc đúng không anh chị? DXY này liên tục leo dốc. Hiện tại hình như là đâu đó tầm khoảng 106 rồi. 106, 107, tức là liên tục phá đỉnh anh chị. Hoặc là những cái chỉ số Dow Jones liên tục mở gap down, giảm điểm rất là mạnh. Đó, và cái vĩ mô trong nước như là trái phiếu về nhóm nhà họ Vin đó nó tác động rất là lớn. Hoặc là trong cái bối cảnh sắp tới nha. Khi mà những thông tin tiêu cực, những cái luồng media nó liên tục bơm ra, nó khủng hoảng tới cái độ mà nhà đầu tư tuyệt vọng luôn anh chị. Tức là khi vùng đáy nó sẽ xuất hiện, khi mà nhà đầu tư hoàn toàn tuyệt vọng và bế tắc nhất trên cái thị trường này, lúc đó là sẽ xuất hiện cái tình trạng là con margin, cái con chéo này nè. Đó, nó tạo ra cho nhà đầu tư, những nhà đầu tư ha, bị kẹp hàng lỗ ở trên đây nè, không bán, chờ những cái vùng xác nhận đáy nè để mà tiếp tục mua trung bình giá để mà mau chóng hồi về bờ. Nhưng mà khi mà những cái thông tin tiêu cực ha, những cái thông tin tiêu cực nè nó liên tục được bơm ra hàng ngày, lúc đó anh chị sẽ thấy được một cái trạng thái là nó liên tục mở biên rơi rất là mạnh. Và những cái nhịp hồi của nó nha, những cái nhịp hồi của thị trường á tại gần vùng đáy á, nó cực kỳ yếu. Đấy, anh chị lưu ý ha, những cái nhịp hồi tại vùng đáy này nó cực kỳ yếu, lúc đó là chỉ có mở biên rơi thôi và rơi rất là mạnh, rơi rất là sốc và rơi rất là đau. Những cái nhịp hồi ban đầu ha, sau cái nhịp rơi này đó, những cái nhịp hồi ban đầu nó tương đối anh chị đúng không ạ? Nó phục hồi rất là tốt, nó phục hồi rất là tốt. Nhưng mà càng về sau anh chị, khi mà nó xác nhận nó thủng đáy này, mở biên rơi mạnh này, đó thì những cái nhịp hồi sau đó nó rất là yếu anh chị. Và càng về sau này anh chị thấy nó hồi được có hai phiên thôi và sau đó nó rơi rơi rất là thảm hại anh chị. Đấy, và trong cái bối cảnh thị trường hiện tại em đánh giá ha, những cái nhịp hồi này á, để tắt bớt cái này, những cái nhịp hồi này á nó vẫn là những cái nhịp hồi lành mạnh anh chị. Tức là sẽ có những cái nhịp hồi lành mạnh như này đó. Hiện tại ha, về cái việc mà thị trường nó sẽ tiếp tục rơi khủng hoảng á, là cái kịch bản đó em đã dự trước rồi, tức là nó sẽ có khả năng nó thủng đi những cái mốc hỗ trợ quan trọng luôn ha, tức là có khả năng là nó sẽ thủng luôn cả cái vùng vùng nguyên nhân này luôn anh chị. Đó, anh chị hiểu được đoạn này không ạ? Nó sẽ thủng luôn đi cả cái vùng hỗ trợ quan trọng này đấy. Nên là trong cái bối cảnh hiện tại á, cái thời cơ để mà anh chị giải ngân vào thị trường á, nó thật sự rất là mong manh đấy. Và cái giai đoạn khủng hoảng này á, theo em đánh giá là nó khả năng là nếu như mà nhanh đi là đâu đó tầm khoảng một tháng đấy. Nếu như mà nhanh thì đâu đó tầm khoảng một tháng, nhưng mà trong ngắn hạn thì sao anh chị? Trong ngắn hạn những cơ hội nào để mà anh chị có thể anh chị giải ngân vào đấy, thì vừa qua em có nghiên cứu về một vài nhóm ngành anh chị đấy. Thì từ các nhóm ngành này á, em mới suy ra được về cái yếu tố của thị trường đấy. Và đó là đối với các cổ phiếu như là nhóm có vốn hóa lớn như nhóm bank đi đấy. Thì ví dụ các cổ phiếu như MBB này, nó hình thành những cái cấu trúc giảm điểm đúng không anh chị? Đây, những cái cấu trúc giảm điểm này, khi mà thị trường mở biên rơi á, cổ phiếu nó cũng sẽ mở biên rơi như vậy. Và những cái nhịp phục hồi như này nè, những cái nhịp phục hồi như này á, thì theo em đánh giá nó thật sự không quyết liệt. Nó không giống như cái tụi bất động sản anh chị như DXG này. Đó, khi mà thị trường mở biên rơi á, khi mà thị trường mở biên rơi và giảm điểm thì những cái cổ phiếu này lại là những cái cổ phiếu có cái sự phục hồi rất là mạnh mẽ và dường như là nó quay trở lại, nó lấp đi cái khoảng gap này. Đó, anh chị thấy không ạ? DG cũng vậy nè. Đó, nó cũng quay trở lại, nó lấp đi cái khoảng gap down trước đó. Và anh chị thấy được một điều á, là những cái cổ phiếu này á, là những cái cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao. Đó, nên nó sẽ được dòng tiền vào ủng hộ khi mà có những cái tín hiệu tích cực quay đầu đi. Thì trước đó là em có đưa ra cái kịch bản thị trường ngừng rơi đúng không chị? Thì nó được giải cứu nè, VIC nè, một trong hai thằng như VIC nè, nó quay trở lại về cái mức tham chiếu, nó được giải cứu ở cuối phiên anh chị, thì nó tạo ra một cái tác động tích cực đối với cái thị trường này. Và khi mà thị trường tích cực một phát thôi, những cái cổ phiếu nhóm bất động sản
như sell đích lại có mức phục hồi rất là kinh ngạc. Đó, vừa qua nè, sell nó giảm sàn nhưng sau đó lại bật tăng trần trở lại. Đó, thì anh chị thấy nó cực kỳ kinh hoàng luôn, đúng không ạ? Đó. Và quay trở lại đối với những cái trạng thái của, ví dụ đi, một vài cổ phiếu nhóm bank nè. Để thị trường này mà nó tích cực đi, đó, thì anh chị phải quan sát được những cái khoảng gap down của những cái cổ phiếu nhóm bank như MBB nè, đó, nó mở ra nè. Thì nếu như mà nó muốn tích cực trở lại thì nó phải quay trở lại, nó lấp đi những cái khoảng gap này. Tại sao nó phải lấp đi những cái khoảng gap này vậy anh chị? Vì nếu như mà nó không lấp đi những cái khoảng gap này á, nó chỉ phục hồi, nó chỉ mang tính phục hồi thôi. Và nó sẽ tiếp tục rơi tiếp. Nó giống như những cái trạng thái cổ phiếu trụ đi, như là không, VIC thì thằng này nó thủng đẩy rồi. Những cái trạng thái mà nó mở gap down á, mà nó không quay lại nó lấp á, nó chỉ mang tính phục hồi á, thì nó sẽ tiếp tục rơi tiếp. Như là để em nhớ coi. Masan coi có không ta? Masan này, đấy. Khi mà nó có những tín hiệu mà mở gap down này, giảm xuống này, với một cái biên độ và một cái khối lượng, một cái biên độ và một cái khối lượng lớn này, đó, nó không có yếu tố quay trở lại, nó lấp đi những cái khoảng gap gì, thì nó sẽ tiếp tục rơi tiếp. Và thị trường nó cũng vậy anh chị, những cái cổ phiếu mà mang tính vốn hóa lớn như là những cái cổ phiếu bank như mà BB này, hoặc là những cái cổ phiếu như là, để em nhớ coi, VIP coi, có mở gap down không? Đây. Đó, nó cũng có những cái yếu tố mở gap down này. Và nó cũng có sự phục hồi. Nhưng mà cái sự phục hồi này á, nó không có quyết liệt và mạnh mẽ thì sao anh chị? Nó phải lấp lại cái khoảng gap này thì nó mới có kỳ vọng được là à, thị trường này sẽ có những cái tín hiệu tích cực hơn. Đó. Và khi đó chúng ta sẽ tìm những cái điểm giải ngân ngắn hạn để mà chúng ta đánh. Khi mà thị trường nó ổn định, nó tích cực lại rồi thì chúng ta mới có thể, chúng ta kỳ vọng vào một cái thị trường nó tăng giá, đúng không ạ? Trong ngắn hạn hay gì đấy. VIP này đó, có xuất hiện những cái khoảng gap down như này thì nó phải có những yếu tố quay trở lại, nó lấp đi đấy, lúc đó thì chúng ta mới an tâm và chúng ta giải ngân vào được. Những cái cổ phiếu vốn hóa lớn á mà được thu hút dòng tiền vào nữa thì cực kỳ tuyệt vời, đúng không anh chị? Giống như cái bối cảnh thị trường ngày hôm thứ hai này, hôm thứ hai ngày 23 tháng 10, khi mà đầu phiên á, nó đè những cái cổ phiếu nhóm bank anh chị đấy, thì những cái cổ phiếu như bất động sản nè, những cổ phiếu như DIG, SEL nè, đầu phiên nó tăng rất là tốt anh chị. Em nhớ SEL nó tăng đâu đó 6%. Nhưng mà sau đó thì sao anh chị? Sau đó thì sao? SEL nè, 23 tháng 10 đi. 23 tháng 10 nè. Đó, có những lúc mà nó tăng rất là mạnh. Tăng 6% đúng không ta? Em nhớ vậy đó. Đây nè, đúng không ạ? Tăng 6% rồi anh chị. Nhưng mà sau đó thì sao? Do các cổ phiếu nhóm bank hôm đó nó giảm, nó đè chỉ số, giảm gần 15 điểm. Thì cuối phiên nè, sell nó chỉ tăng đâu đó tầm khoảng có hơn 1% thôi. Và những cái cổ phiếu như DIG nè, DXG nó còn bị điều chỉnh, giảm ngược trở lại. Trong khi á, là trong phiên nó có những cái lúc mà nó bật tăng hơn 3% anh chị. Đó, thì anh chị thấy được là những cái cổ phiếu nhóm bank á, nó sẽ tạo ra một cái tác động lớn đối với cái thị trường này. Đó, nên là kỳ vọng đối với những cái cổ phiếu này á, nó sẽ quay trở lại, nó lấp đi những cái khoảng gap này trước khi mà anh chị muốn giải ngân vào đối với những cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao ha. Đó. MBB nè, ví dụ nữa. À, để em coi. LB Bank nè. Đó. LB Bank thì nó khỏe anh chị, thật sự nó tốt. Nó phục hồi rất là mạnh trong cái bối cảnh thị trường này nó giảm điểm, nhưng mà nó lại là cái cổ phiếu nó bật hồi rất là kinh. Đấy. Hồi rất là kinh, LBB tăng trần luôn anh chị. Hình như là còn cái cổ phiếu HDB nữa không ta? HDB cũng mạnh đó anh chị. Đấy, nó không có mở gap down. Nhưng mà anh chị hãy lưu ý về những cái trạng thái mà các cổ phiếu nhóm bank á, những cái cổ phiếu mà nó mở gap down anh chị. Đó. Thì anh chị có thể quan sát những cái cổ phiếu đấy. Đấy, nếu như mà nó lấp lại những khoảng gap down này á, là thị trường này nó sẽ có những cái nhịp phục hồi rất là tốt ha. Đó, và có thể là nó sẽ có những cái nhịp phục hồi quay trở lại, có thể là quay trở lại tới những cái vùng cản trên 107X, 1080 này. Đó. Và khi đó nó có những cái dấu hiệu mà nó vượt luôn anh chị, vượt luôn, phá luôn anh chị. Đấy. HDB này, để em coi. Còn
STB anh chị. Đấy, ví dụ STB này cũng có một cái khoảng gap down này, đúng không ạ? Đấy. Thì nó phải quay trở lại, nó lấp đi cái khoảng gap down này. STB là một cái cổ phiếu khỏe anh chị, một cái cổ phiếu khỏe mà anh chị thấy nó hình thành một cái gap down, nó được phục hồi. Đó, nó có cái dấu hiệu phục hồi anh chị, nhưng mà cái sự phục hồi của nó vẫn chưa thật sự quyết liệt như những thằng như LBB nè, đấy, Liên Việt nè, hoặc là những thằng như HD nè, HD Bank nè, đó. Thì anh chị thấy được là cổ phiếu khỏe như vậy mà nó không phục hồi, nó không lắp được cái khoảng gap này á, thì thị trường này á, nó còn hơi rủi ro, nó còn rủi ro anh chị. Đó. STB nè, thì kỳ vọng là sắp tới nó sẽ lắp đi cái khoảng gap này. Và khi mà những cái cổ phiếu có vốn hóa lớn như này mà nó được thu hút dòng tiền quay trở lại đi, thì những cái ông như bất động sản nè, những cái ông như chứng khoán nè cũng sẽ có mức phục hồi tương đương. Đó. Ok. Thì chúng ta quay lại đối với những cái trạng thái của cổ phiếu bất động sản đi, như DXG này. Vậy khi nào chúng ta có thể giải ngân vào đối với cái cổ phiếu này đây em? Đấy, thì em xin chia sẻ với anh chị, khi mà thị trường nó tích cực và nó ổn định trở lại đi, thì em sẽ giải ngân vào đối với những cái trạng thái cổ phiếu nhóm nhóm mấy này hơi ho anh chị, cứ đau họng miết là bị ho dai anh chị, không có hết được, uống mấy lần thuốc rồi. Đấy, nên là anh chị nào mà thấy em chia sẻ hay, nhiệt tình thì sao ạ? Hãy để lại cho em một cái lượt like, một cái lượt đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh YouTube của em ha. Đó. Và nếu như mà nhiệt tình hơn nữa thì hãy dành cho em một cái lời chúc sức khỏe, một cái lời cảm ơn chân thành đi chẳng hạn, để mà cùng lan tỏa những cái chia sẻ. Đấy. Thì cũng rất là mong những cái chia sẻ của em nó sẽ hữu ích với những anh chị tham gia trên thị trường trong cái bối cảnh hiện tại. Em biết là rất là nhiều anh chị đang rất là lo sợ và hoảng loạn. Vì sao ạ? Vì thị trường này nó thấy ghê quá, không biết là sắp tới nó sẽ như thế nào và có cơ hội gì để mà kiếm tiền được trên cái thị trường này hay không. Đấy, thì trước hết á, khi mà anh chị muốn kiếm tiền trên thị trường á, anh chị phải thiết lập, thì anh chị phải thiết lập được cái tư duy. Đấy, thiết lập được cái tư duy là mình mua bán vì điều gì anh chị. Đấy. Và trong cái bối cảnh hiện tại em đánh giá là nó còn khá là rủi ro để mà anh chị có thể quyết định anh chị giải ngân vào thị trường. Nên là nếu như mà anh chị vẫn chưa thiết lập được cái tư duy đầu tư đúng đắn đi, thì hãy tranh thủ tham gia ngay vào nhóm của em. Đấy, em sẽ chia sẻ cho anh chị về những cái tư duy đó, cũng như là những cái trải nghiệm mà em tham gia trên thị trường, đúng không ạ? Rất là hay ha. Vì sao ạ? Vì mỗi phiên em sẽ liên tục cập nhật cho anh chị từ những cái thông số cũng như là những cái vận động trong phiên. Đấy, ngoài ra là còn chia sẻ cho anh chị về những cái tư duy đầu tư. Thì trong cái bối cảnh thị trường sắp tới thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái những cái yếu tố cần thiết mà một nhà đầu tư cần phải trang bị trên cái thị trường này. Đó, có thể là trong tuần sau em sẽ chia sẻ ngay trên nhóm. Nên là anh chị nào mà chưa tham gia thì hãy tranh thủ tham gia ha. Đấy, còn về làm các video á, em sẽ nhận định về xu hướng của thị trường cũng như là vận động. Đấy. Tư duy thì em nghĩ là anh chị nên tham gia vào nhóm để mà anh chị đọc được, nó sẽ lắng động hơn so với cái việc mà anh chị nghe. Đấy. Nghe thì nó không thể nào mà lắng động hơn so với cái việc mà anh chị đọc được những cái lời chia sẻ thật lòng của em. Đấy. Thì quay trở lại, đối với khi mà thị trường á, có những tín hiệu tích cực ở những cái cổ phiếu nhóm bank đi, đấy, vừa nãy em chia sẻ phân tích, thì em sẽ bắt đầu em tìm cơ hội ở những cái cổ phiếu nhóm bất động sản anh chị. Có thể đây là những cái nhịp hồi đó, anh chị bảo là bỏ qua những cái nhịp hồi này thì còn tham gia được cái gì nữa, đúng không ạ? Nhưng mà theo em đánh giá, khi mà thị trường có những cái tín hiệu tích cực đi, những cái cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp nó kéo lên rất là mạnh. Và trước đó là em cũng đã phân tích cho anh chị về cái việc mà nhóm bất động sản sẽ kéo chậm, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ không phải là cái cơ hội để anh chị tham gia. Mà cái cơ hội mà em muốn chia sẻ với anh chị á, chính là những cái nhịp mà thị trường nó điều chỉnh lành mạnh. Nó điều chỉnh lành mạnh và nó được dòng tiền vào xác nhận, thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia được đối với những cái cổ phiếu này. Cụ thể hơn đi em. Đấy, em nói cái gì vậy? Thì bây giờ đấy, em sẽ lấy ví dụ cho anh chị thấy.
tại những cái vùng mà nếu như mà anh chị cho là đây là cái vùng đáy của thị trường đi, đúng không ạ? Nếu như mà anh chị cho là đây là cái vùng đáy của thị trường thì anh chị sẽ thấy được là nó sẽ mở ra sau cái giai đoạn mà nó rơi khủng hoảng, rơi hoảng loạn đi, nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh của thị trường, giống như cổ phiếu DXG này. Anh chị thấy nó sẽ có những cái nhịp mà nó kéo rất là mạnh. Đó, nó kéo rất là mạnh, nhưng mà sau đó thì sao? Sẽ có những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh của thị trường. Đó, khi đó là thị trường nó kéo này, nó không có kéo theo một cái cấu trúc chữ V nó kéo thẳng đứng đâu anh chị, nó sẽ không có kéo bỏ rơi anh chị đâu. Nên anh chị đừng có lo sợ về cái việc mà thị trường bỏ rơi mình. Đấy, không có đâu. Nó sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh lành mạnh trở lại để mà anh chị giải ngân vào đối với những cái cổ phiếu. Đấy. Thì thay vì anh chị mua ở những cái vùng giá 8 lên tới vùng giá 10 để anh chị chốt đi. Đấy, thì anh chị sẽ canh những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh này là vùng giá chính này chẳng hạn, để mà anh chị kéo lên tới những cái vùng giá 14, 15 mà anh chị chốt. Đó, lúc này anh chị sẽ thấy được là cảm thấy tiếc nuối đúng không anh chị? Cảm thấy tiếc nuối vì không bắt được những cái vùng đáy ở bên dưới này. Đấy, một cái khoảng lại cũng khá là to đúng không anh chị? Nhưng mà khi mà anh chị đánh giá lại thì anh chị sẽ thấy được là mình không cần phải giải ngân đúng đáy của thị trường, mình không cần phải mua đúng đáy của mình không cần phải mua đúng đáy của các cổ phiếu, mà khi mà mình đã xác nhận được đây là cái vùng đáy, vùng ha anh chị, đây là cái vùng đáy của thị trường, đây chính là cái vùng đáy của cái cổ phiếu, thì anh chị giải ngân cực kỳ an toàn đấy. Và em luôn chia sẻ với anh chị về cái yếu tố an toàn khi mà anh chị tham gia vào thị trường. Còn những ai mà cứ lên thị trường á đòi là những nhà đầu tư dũng cảm đấy thì đó là cái quan điểm của họ. Em thật sự chia sẻ với chị, nó là cái quan điểm của họ cũng như là cái tính cách đầu tư của họ rồi đấy, cứ thích bắt đáy và ăn những cái nhịp hồi đó thì dĩ nhiên nó sẽ cho anh chị một cái khoản lợi nhuận rất là tốt, giống như một cái chị khách hàng của em vừa qua bắt đáy đấy, bắt được cái cổ phiếu sale anh chị, bắt được cái cổ phiếu sale nè. Thì em vẫn chúc mừng chị thôi, vì sao ạ? Vì chị là một nhà đầu tư dũng cảm. Nhưng mà đối với em thì em luôn ưu tiên cho anh chị về cái việc mà anh chị an toàn trước. Đó, cổ phiếu sale nè, chị đó bắt được cái cổ phiếu giá sàn anh chị, thì bây giờ là hàng về lãi được 10% rồi, và sắp tới là khả năng sẽ có một cái khoản lãi rất là to nữa. Đó. Thì quay trở lại cổ phiếu đất xanh này chẳng hạn. Đó, nó sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh để anh chị giải ngân vào đối với cổ phiếu. Anh chị không cần phải bắt đúng đáy cổ phiếu đâu, mà anh chị hãy xác nhận giúp em được là đây là cái vùng đáy. Và khi mà anh chị xác nhận được đây là cái vùng đáy của cổ phiếu thì anh chị giải ngân rất là an toàn. Có thể là anh chị chấp nhận anh chị mua cao một tí, nhưng mà anh chị vẫn có một cái khoản lãi đủ to trong cái nhịp phục hồi của cái cổ phiếu đó, đúng không ạ? Đó, thì trong bối cảnh hiện tại cũng vậy. Nếu như á, mà đây là cái vùng đáy của thị trường đi. Nếu như mà đây là cái vùng đáy của thị trường ha, thì nó sẽ là cái cơ hội. Đấy, là cái thời cơ để mà anh chị giải ngân vào. Đó. Là cái thời cơ để mà anh chị giải ngân vào đối với các cổ phiếu. Đấy, nó sẽ có những cái nhịp kéo lên. Nó sẽ không có kéo bỏ rơi anh chị đâu, nó sẽ không có kéo dựng ngược lên đâu anh chị. Không có. Và trước đó là em đã phân tích rất là nhiều rồi, rất là cụ thể rồi. Nó sẽ kéo lên và sẽ có những cái nhịp rũ bỏ trở lại, tức là những cái nhịp điều chỉnh, và em sẽ phân tích cho anh chị trong những cái phiên sắp tới những cái nhịp điều chỉnh này có phải là những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh hay không. Đó, thì khi mà em nhận thấy được đây là những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh thì em sẽ cho anh chị giải ngân vào đối với những cái cổ phiếu. Nhưng mà những nhịp điều chỉnh lành mạnh này á, nó được xác nhận như nào em có thể cụ thể hơn không? Đấy, thì anh chị để ý nè, những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh này sau đó là những cái phiên xác nhận. Đó, dòng tiền quay trở lại nè, dòng tiền quay trở lại và liên tục, đó, nó đổ tiền vào đánh. Hoặc ngoài ra nè, những cái cổ phiếu như DIG nè, đó, anh chị không cần phải bắt đúng đáy cổ phiếu đâu, bắt đúng đáy cổ phiếu đâu, mà hãy chờ những cái nhịp điều chỉnh lành mạnh của nó để mà giải ngân vào. Đó, và em chia sẻ với anh chị về cái trạng thái này. Tại sao em lại đánh được những cái cổ phiếu chứng khoán, những cái siêu cổ phiếu trong cái giai đoạn mà thị trường nó rơi hơn 55 điểm này. Đó, và sau đó em lại tìm cơ hội ở những cái nhịp sau. Em chấp nhận mua giá cao anh chị. Đó, giống như cổ phiếu FTS nè. Tại sao em không bắt đáy ở những cái vùng này đi em? Đấy, tại sao em không bắt đáy ở những vùng này? Mà em canh lên những cái nhịp như thế này nè, giá cao rồi. Thì trước đó nếu như bắt thì bắt 29, 30 này.
Đấy, tại sao em phải đợi tới giá 31 nè, cái phiên này em mới mua vậy em. Đó, nên chị thấy được là khi mà thị trường nó rơi á, khi mà thị trường nó rơi nè, nó có những cái trạng thái gì anh chị, có những cái trạng thái cân bằng trở lại nè. Đó, và anh chị phải đánh giá được đây liệu có phải là vùng đáy hay không. Đó, anh chị không cần phải bắt đúng đáy cổ phiếu đâu, em nói thật, anh chị không cần phải bắt đúng đáy cổ phiếu đâu. Nhưng mà khi mà anh chị đã xác nhận được đây là cái vùng đáy cổ phiếu, đây chính là cái vùng đáy rồi. Đó, và nó được xác nhận bởi các cổ phiếu dẫn dắt trước đó. Mà các cổ phiếu dẫn dắt trước đó là những cái cổ phiếu chứng khoán đúng không anh chị? Mà trước đó nữa, trước đó nó hình thành nên những cái cấu trúc nguyên nhân để mà hình thành, nó hình thành những cái cấu trúc nguyên nhân để mà sẵn sàng cho một đợt tăng giá. Đó, thì đây chính là những cái điểm mà em giải ngân nè, ngày 24 nè. Đó, 24 tháng 8, FTS nè, và đây chính là cái điểm xác nhận bùng nổ của cổ phiếu. Nó bước vào một cái chân sóng, đúng không ạ? Ăn được một cái khoản rất là to. Đấy, anh chị đâu cần phải bắt đúng đáy cổ phiếu đâu. Ví dụ anh chị bắt ở những cái vùng này đi, à, đúng đáy rồi nè, thì ăn được thêm 10% thôi. Nhưng mà cái rủi ro nó lại càng cao hơn khi mà mình không biết được là đây có phải là vùng đáy hay không, hay chỉ là một cái điểm thôi. Đó, cũng giống như những cái nhịp như này nè anh chị, VN Index này, phân tích cho anh chị thấy để anh chị đánh giá được cái rủi ro. Không phải là cứ nó rút chân nó hồi phục thì tắt bớt, không phải nó cứ rút chân nó hồi phục á là anh chị bảo nó đây là đáy rồi, múc đi đấy chẳng hạn. Múc rồi sao anh chị, nó chỉnh phát lại thêm đáy mới, lại thêm đáy mới nè đấy. Nên là anh chị phải xác định được khi mà mình tham gia vào một cái cổ phiếu á, thì mình đừng có cố gắng mà mình ăn được chọn đúng đáy, mua đúng đáy, bán đúng đỉnh. Em nói thật với anh chị á, nhịp rồi á, em cũng không bán được đúng đỉnh đối với cái cổ phiếu chứng khoán đâu, SHS nè. Đó, tại những cái nhịp như này nè, đâu có bán được đâu anh chị. Nhưng mà khi mà nó phục hồi trở lại á, thì em lại bán gần đỉnh thôi. Thật sự em chấp nhận em mất đi một cái khoản lãi. Đây nè, mất một cái khoản lãi anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà mình biết được à, rủi ro là tụi này nó đã bước vào một cái trạng thái phân phối rồi, thì thôi, cứ kéo lên là mình bán đi, cứ kéo lên là mình bán. Đó, và bây giờ em đã giữ được một cái khoản lãi cũng khá khá dành cho những anh chị khách hàng của em. Đó, cứ kéo lên là em bán, kéo lên là em bán, đúng không ạ? Đó. Thì cũng giống như những cái giai đoạn trước đó này, em đâu có mua được tại những cái vùng bên dưới đâu, đâu có mua được tại những cái vùng như này đâu. Nhưng mà khi mà em đã xác nhận được là à, nó bước vào một cái đợt đại sóng rồi, và khả năng á, nó sẽ x2 tài khoản của mình, vì cái cấu trúc của nó là đi theo cả một cái nhóm ngành anh chị, chứ không phải là đi theo riêng lẻ. Những cái cổ phiếu đi riêng lẻ thì mình không có kỳ vọng được nhiều về cái việc mà mình mua và mình nắm giữ đối với cổ phiếu. Nhưng mà một cái nhóm ngành á, một cái cổ phiếu mà nó đi theo cả nhóm ngành á, thì nó lại cực kỳ mạnh mẽ anh chị. Đó, thì lúc đó là cái câu chuyện kỳ vọng về KRX á, nó đã thúc đẩy cái việc mà nhóm ngành chứng khoán nó bùng nổ và nó tạo ra sóng đúng không anh chị? Đó, thì hiện tại nó cũng vậy thôi. Cái KRX nó vẫn chưa được triển khai anh chị, nó vẫn là cái sự kỳ vọng. Đó, thì trong cái bối cảnh sắp tới thì trong bối cảnh sắp tới nếu như mà KRX nó được triển khai đi, thì kỳ vọng nó sẽ không còn. Đó, thì theo em đánh giá là KRX nó vẫn là một cái gì đó để mà thúc đẩy cái thị trường này, nó thúc đẩy cái thị trường này để mà nó làm ra những cái đợt sóng mới nữa anh chị. Nên là anh chị hãy cứ bình tĩnh trong cái bối cảnh hiện tại. Đấy, mặc dù là sẽ có những cái thông tin tiêu cực nó liên tục bơm ra ngoài thị trường đấy, nhưng mà anh chị phải thật sự bình tĩnh để mà đánh giá được là à, khi mà nó càng rơi nhanh, càng rơi sốc đi, nó sẽ mở ra một cái chu kỳ mới càng sớm để anh chị có thể giải ngân vào. Còn ví dụ đi, nó cứ dập dìu như vậy, nó tạo ra cho anh chị nhiều cơ hội, nhiều kỳ vọng đi, thì lúc đó anh chị sẽ càng mất thời gian hơn ở những cái cú hồi của thị trường. Đấy, ở những cái cú hồi của thị trường ha, mất thời gian hơn, tức là anh chị sẽ không kiếm được một cái khoản lợi nhuận đủ to, đủ lớn trong những cái nhịp hồi này đâu. Có phải không anh chị? Anh chị có dám đánh margin tại những cái vùng này không? Chắc chắn là không rồi, làm gì dám đánh. Nói thật với anh chị, có đánh thì cũng chỉ đánh chơi thôi, đánh vui thôi tại những vùng này.
đúng rồi, đánh nước lát mà làm sao mà dám đánh margin tại những vùng này được đó. Và nhiều nhà đầu tư bảo với em là nhịp này á là chỉ để đánh vui thôi chứ mà không dám đi vốn lớn ở ở giai đoạn này em ơi. Đấy, vì thị trường nó cứ liên tục nó tạo đáy như này đó. Và đúng thật, khi mà mình không dám đi vốn lớn tại những cái vùng này á thì tức là thị trường nó đang rủi ro. Thị trường rủi ro nên là anh chị không dám đi vốn lớn đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nó rơi sốc rơi mạnh đi, lúc đó nó tạo ra một cái vùng đáy lớn này. Đây nè, vùng đáy lớn này. Đó, khi đó là dòng tiền bắt đầu nó tham chiến, nó bắt đầu định giá được là nó quá rẻ rồi. Đấy, quá rẻ để mua rồi thì lúc đó anh chị hoàn toàn tự tin để mà anh chị đi vốn lớn, anh chị đánh margin tại những cái vùng này luôn chẳng hạn. Đấy, hoàn toàn có thể. Bây giờ á, cái nhiệm vụ của anh chị á là đừng nên vội vàng trong cái bối cảnh thị trường hiện tại. Đấy, đừng nên vội vàng. Đó, và sắp tới nhiều anh chị hỏi em về cái điểm mua á, thì em cũng chia sẻ luôn á là hãy cứ kiên nhẫn. Kiên nhẫn anh chị, nếu như mà nó hình thành được những cái cấu trúc mà điều chỉnh lành mạnh đi. Đấy, lúc đó thì mình có khả năng mình tham gia vào thị trường. Đấy, chứ mình đừng có dại dột gì mà mình cứ đâm đầu vào bắt đáy đối với cổ phiếu. Thật sự nếu như mà bắt đáy thành công thì anh chị sẽ có một cái khoản lãi mà em đánh giá là cái khoản lãi nó cũng không có đáng bao nhiêu hết cả. Nhưng mà khi mà anh chị đã bị kẹp hàng rồi ha, em nói thật luôn, anh chị phải xử lý rất là nhanh nếu như mà không muốn bị kẹp hàng lỗ nặng á. Chứ mà cái giai đoạn vừa rồi đi, rất nhiều anh chị nhắn tin với em á để hỗ trợ danh mục về cái việc mà giảm, đang bị kẹp hàng lỗ 20-30% rồi, không biết phải xử lý như thế nào. Bây giờ nó còn giảm nữa, nó còn giảm nữa không em? Đấy, tức là anh chị đang ở trong một cái thế bị động mà thị trường này á nó tạo ra cho anh chị rất là nhiều cơ hội, nó tạo cho anh chị rất là nhiều cơ hội ngắn hạn như này ở những cái nhịp hồi như này nè đó, và nó tạo cho anh chị một cái kỳ vọng đó. Và anh chị khi mà anh chị càng kỳ vọng á thì anh chị sẽ càng thất vọng ở trên thị trường đó. Và những cái điều này á cũng được em chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết trong cái nhóm tư duy đầu tư về chứng khoán. Nên là nếu như mà anh chị thấy những cái quan điểm của em trong video ngày hôm nay nó hay và thú vị đi đó, và muốn đồng hành cùng với hệ thống thì hãy tranh thủ tham gia ngay vào cái nhóm bên dưới. Em có để cái đường link để anh chị tham gia đó. Em có để cái đường link để anh chị tham gia vào nhóm đó. Thì rất mong sẽ được đồng hành cùng anh chị trong cái giai đoạn sắp tới của thị trường đó. Và cũng như là nếu như mà anh chị thấy video này nó hay, thú vị đi thì hãy dành cho em một cái nút like, một nút đăng ký kênh đấy, để mà ủng hộ những cái sản phẩm, những cái chia sẻ của em trong những cái giai đoạn sắp tới anh chị đó. Thì đó là sơ qua về cái quan điểm của em về cái việc mà thị trường nó có khả năng tạo đáy hay không, cũng như là cái việc mà cái nhịp rơi hoảng loạn này nè nó sẽ diễn ra trong bao lâu đó, và cái cơ hội, cái thời cơ để mà anh chị có thể giải ngân vào thị trường này nó sẽ như thế nào đó. Thì em cũng đã chia sẻ với anh chị tất tần tật về những cái thắc mắc và những cái câu hỏi của anh chị đó. Và nếu như mà anh chị nào còn những cái thắc mắc và câu hỏi đi và vẫn chưa được em chia sẻ trên video ngày hôm nay thì có thể nhắn tin trực tiếp với em qua cái số điện thoại Zalo này 0343475229 đó, hoặc là anh chị hãy để lại cái phần câu hỏi đó ở dưới bình luận để mà em giải đáp để mà em giải đáp cho anh chị đấy, khi mà nhận được những cái thông báo sớm nhất của anh chị ha đó. Thì phân tích sơ qua về những cái trạng thái đi, thì hình như là có một cái anh khách hàng, anh cũng hỏi em là thế nào là cái cổ phiếu khỏe trong cái giai đoạn này vậy em. Đấy, thì em cũng muốn so sánh với anh chị về cái việc mà cái cổ phiếu khỏe là cái cổ phiếu giữ giá tốt hay là cái cổ phiếu được dòng tiền vào đó. Thì trước đó là em có phân tích về cái trạng thái của cổ phiếu DCM này về cái trạng thái của cổ phiếu DCM này anh chị. Thì anh chị thấy được là trong cái bối cảnh thị trường rơi từ cái vùng 1250 này về tới những cái vùng giá bên dưới 1150 anh chị, giảm 100 điểm, nhưng mà cổ phiếu lại là cái cổ phiếu DCM đi, những cái cổ phiếu mà mang tính tăng trưởng trước đó nó lại giữ giá rất là tốt, nó tạo ra một cái vùng biên và có những cái dấu hiệu vượt đỉnh luôn anh chị. Thì rất nhiều nhà đầu tư bảo đây là những cái cổ phiếu tốt, những cái cổ phiếu khỏe, nhưng mà theo đánh giá là
nó chỉ là cái điều kiện cần để mà hình thành nên một cái cổ phiếu khỏe thôi. Không phải cổ phiếu giữ giá tốt là cái cổ phiếu nó không rơi anh chị, mà là nó chưa tới cái thời điểm để mà nó rơi thôi, đúng không ạ? Đó, thì anh chị thấy được là đối với cái cổ phiếu DCM, khi mà nó hình thành nên một cái phiên giảm điểm mạnh như này này, nó lại thu hút được dòng tiền, nó lại thu hút những nhà đầu tư tham gia vào. Đó, có phải là khi mà anh chị thấy được là ôi cổ phiếu này khỏe quá, nó giữ giá tốt như này mà tự nhiên nó sàn, không có thanh khoản, lại bắt đầu chú ý đến nó để mà mua vào, đúng không ạ? Mua vào ở những cái nhịp như này nè, bắt đáy anh chị, nói thẳng là bắt đáy cổ phiếu đó. Và khi mà nó rơi thêm nhịp nữa nè, lại thấy được là do yếu tố thị trường chung đấy, nên là cứ bắt đáy cổ phiếu, bắt thêm nữa anh chị, và bắt thêm đối với cái cổ phiếu này. Vì sao ạ? Vì nó rơi, nhưng mà thị trường rơi nhưng mà nó lại giữ giá tốt mà anh chị, đúng không ạ? Thì anh chị thấy một điều là một cái cổ phiếu mà thuộc dạng cổ phiếu khỏe đi, thì nó phải đạt đủ hai điều kiện. Thứ nhất á, là nó hình thành nên được những cái cấu trúc nguyên nhân để mà nó bước vào một giai đoạn tăng giá. Và thứ hai á, nó phải hình thành, nó phải xuất hiện được cái dòng tiền đẩy giá. Có thể là dòng tiền đầu cơ này, có thể là dòng tiền đầu tư, nhưng mà quan trọng nhất á, nó phải xuất hiện dòng tiền để mà đẩy giá cổ phiếu. Mà anh chị thấy nó có dòng tiền vào không anh chị? Không. Những cái giai đoạn trước đó là những cái giai đoạn mà nó đổ tiền vào để mà nó giữ giá cổ phiếu không bị rơi. Nó mục đích là gì anh chị? Mục đích là thu hút dòng tiền của nhỏ lẻ để mà gom lại cái lượng hàng của nó chuẩn bị bán ra sau này. Đây nè, giai đoạn mà nó gom, giai đoạn mà nó dụ nhỏ lẻ nè. Và đây chính là cái yếu tố mà em đã chia sẻ với anh chị trong cái nhóm tư duy này nè. DCM nè anh chị. Ví dụ đi, đó, rất nhiều anh chị DCM nè, của anh chị em nào đòi bắt đáy nè. Đó. Rồi DCM nè, đâu rồi? DCM toan gì anh chị? Đúng không ạ? Thì 4 ngày trước và sau đó nè, trước đó là em đã nói rồi, em đã cảnh báo với anh chị rồi. DCM nè, mở biên rơi sau quá trình giữ giá tốt của nó. Mà ngày 16 tháng 10 nè, em có làm video về cái cổ phiếu DCM, đúng không ạ? Anh chị thấy DCM nè, ngày 16 tháng 10 nè, vẫn giữ giá rất là tốt. Đó. Thì đó là cái quan điểm của em về cái cổ phiếu DCM. Và anh chị thấy không? Một cái cổ phiếu khỏe, một cái cổ phiếu mà nó giữ giá tốt á, là cái cổ phiếu nó vẫn chưa hình thành cái biên rơi thôi. Giống như những cái cổ phiếu như là những cái cổ phiếu bán lẻ như DG War nè, đúng không anh chị? DG War. Đó. Thì anh chị thấy trước đó nè, anh chị bảo là được dòng tiền giữ giá rất là tốt, chỉ là nó vẫn chưa mở biên rơi để mà nó giảm thôi. Khi mà nó mở biên rơi nè, các cổ phiếu giảm sàn, đúng không anh chị? Lúc đó thì hầu như là cổ phiếu nào cũng giảm, nhưng mà sau đó nó tạo ra những cái trạng thái dao động lỏng, vừa giảm sàn sau nó lại bật tăng trở lại 3%. Đó, nhưng mà cấu trúc của nó là cái cấu trúc giữ giá, trước đó nó chỉ chưa mở biên rơi giảm thôi. Đó, và khi mà nó xác nhận là nó thủng đáy nè thì thôi rồi. Lúc đó những anh chị nào á, mua ở những cái điểm này nè, kỳ vọng, đúng không anh chị, bắt đáy nè, bắt đáy thành công đối với cổ phiếu đi, kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ phục hồi mạnh mẽ. Nhưng mà sau đó thì sao? Nó dập dìu đi ngang và tiếp tục mở biên rơi này. Bắt buộc tại những cái điểm này nè, anh chị phải cắt lỗ cổ phiếu thôi, chấp nhận rồi. Vì sao ạ? Vì nó đã thủng đi những cái mốc hỗ trợ cũng như là những cái phân tích kỹ thuật rồi. Đó. Và anh chị giữ nó vì mục đích gì? Kỳ vọng gì anh chị? Đúng không ạ? Kỳ vọng thị trường tạo đáy rồi cổ phiếu nó sẽ bật hồi giống như thị trường hả? Không có đâu, thật sự. Những cái cổ phiếu mà giữ giá tốt á, là những cái cổ phiếu nó chỉ là cái điều kiện cần thôi. Và điều kiện đủ á, để mà cổ phiếu nó trở thành một cái cổ phiếu mạnh đi, nó phải có dòng tiền vào. Mà anh chị thấy không? Cổ phiếu làm gì có dòng tiền vào? Mà trước đó có dòng tiền, đúng không anh chị? Mục đích của nó là gì anh chị? Là để thu hút những nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy được là à, cổ phiếu này nó giữ giá nè, đó, nó khỏe nè. Rồi sau đó hay sao? Nó lại bắt đầu xả hàng ra để mà nhỏ lẻ chúng ta tham gia vào, bắt đáy đối với cổ phiếu. Và đây chính là cái chiêu trò của tổ chức khi mà nó hình thành nên những cái cấu trúc giữ giá như này. Đó. Và nếu như mà anh chị tham gia vào nhóm xóm đi, anh chị sẽ nhận được những cái khuyến nghị này của em trước đó. Đó, anh chị thấy không? DCM, DBM này, khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Đấy. Nên là khi mà anh chị tham gia đầu tư á, thì anh chị đừng có chỉ nhìn vào cái mức giá, cũng như là đừng có
nhìn vào cái việc mà cổ phiếu nó giữ giá tốt như này, mà không nhìn vào được cái bản chất, cái cách vận động của nó. Đó, những cái cổ phiếu như là ví dụ đi FRT nữa này chẳng hạn, những cái cổ phiếu bán lẻ, anh chị thấy không, nó giữ giá rất là tốt đúng không, nó vẫn chưa mở biên rơi đúng không ạ. Đừng có vội vàng, đừng có vội vàng đối với những cái cổ phiếu này đó. Trước đó này, anh chị bảo được dòng tiền vào kéo thóc rất là mạnh, nhưng mà những cái nhịp kéo thóc này em lại không đánh giá cao. Tại sao vậy anh chị? Có tiền vào nhiều đâu, thanh khoản lúc đó cứ teo tóp như vậy, thị trường nó liên tục mở biên rơi mà cổ phiếu giữ giá như này, mình không biết được là sắp tới nó có bị rơi hay không đó, hay là nó được dòng tiền đổ vào đánh đó. Vậy khi đối với cái trạng thái của cổ phiếu này á, em đánh giá là nó không phải là cái vùng nguyên nhân để mà nó hình thành lên một cái đợt đại sóng, thì thôi, mình đánh giá được là đây không phải nguyên nhân để mà cổ phiếu tăng giá thì đừng có vào anh chị. Đấy, đó là đây là đoạn này á, khi mà anh chị lựa chọn cổ phiếu anh chị cũng hãy thật sự cẩn thận đó. Nếu như mà có đánh lướt đánh tay cộng á, thì hãy lựa chọn những cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao. Đấy, mang tính đầu cơ cao như là tụi bất động sản này. Đó, nhịp vừa rồi rất là tốt, phục hồi rất là tốt đúng không anh chị? Đó, để mà tham gia. Chứ về những cái cổ phiếu mà giữ giá tốt như này á, thì em không khuyến nghị, không khuyến khích anh chị. Đấy, vì cái rủi ro nó còn cao hơn so với những cái hàng giảm mạnh nữa. Vì sao vậy anh chị? Vì những hàng như bất động sản nè, nhịp rồi nó giảm kinh hoàng quá rồi. Bây giờ những cái nhịp này á, là những cái nhịp phục hồi để nó gỡ lại, đúng không ạ? Nó gỡ lại. Còn những cái thằng như là FRT đi chẳng hạn, nhịp rồi nó không rơi, nhưng mà một khi mà nó rơi anh chị, là một cái quả bom nổ chậm. Đó, rất là kinh hoàng nha, không có đùa được đâu. Đấy, còn về cái việc mà anh chị cứ thấy nó giảm sàn, anh chị vào, anh chị bắt đáy cổ phiếu, em không có khuyến khích. Đó, vì cổ phiếu khi mà nó giảm sàn á, biết là trước đó nó giữ giá tốt rồi, nhưng mà đâu có biết được là sắp tới nó còn giảm thêm cái sàn nữa đâu. BSR này chẳng hạn, anh chị bảo nó giữ giá tốt đúng không ạ? Đây là vùng giữ giá tốt của nó này, nhưng khi mà nó mở biên rơi thủng đáy phát thôi là nó rơi thêm một phát nè. BSR luôn nè anh chị, BSR đó, 4 ngày trước anh chị bị bán mạnh nè, như này thì anh chị em hạn chế đu vào nhé. Đấy, kịch bản là sẵn rồi, đâu rồi BSR nè, đâu rồi, đoạn này khá giống BSR nè. BSR đoạn này cũng khá là giống nha. Đấy, cảnh báo anh chị rồi, nếu mà có bắt á thì lựa hàng mà bắt, chứ đừng có dại gì mà đi vào mấy cái thằng vừa bị bán mạnh như này đó, xuất hiện lượng cung chào ra nè, thì khi đó sau đó sao anh chị, giảm thêm phát cây sàn nữa đúng không ạ? Đó, thì đối với những cái hàng mà nó giữ giá tốt nè, khi mà thị trường giảm mạnh nè, đó, nó có nhịp phục hồi rất là kinh ngạc đúng không, quay lại đỉnh cũ luôn. Đấy, thì sau đó thì sao? Nó chỉ là cái cổ phiếu nó vẫn chưa giảm thôi, chứ không phải là cái cổ phiếu mà nó mạnh hay gì. Một cổ phiếu mạnh á, anh chị lưu ý, một cổ phiếu mạnh á, là cổ phiếu nó phải được dòng tiền vào, chứ không phải là dòng tiền ra như này anh chị. Đấy, đoạn này anh chị bảo là nó phục hồi trở lại, nó trả điểm trở lại nè. Đó, nó cân bằng tại đây, quanh đáy rồi, đó, canh múc thôi. Nhưng mà đây có phải là đáy hay không, hay chỉ là một cái điểm tạo đáy thôi? Vừa nãy em phân tích, đó, vừa nãy em phân tích đó anh chị. Anh chị phải phân biệt được cái vùng đáy và cái điểm tạo đáy, chứ không phải là cứ thấy nó cân bằng tại đây là anh chị bảo nó là vùng đáy. Không phải đâu anh chị, không phải. Đó, thì đó là một vài chia sẻ của em về các cổ phiếu mạnh cũng như cổ phiếu yếu đi, bổ sung cho anh chị. Đó, thì nếu như mà anh chị thấy những chia sẻ của em hay, đấy, và nó hữu ích trong cái việc mà anh chị tham gia đầu tư trên thị trường, thì hãy nhấn giúp em một lượt like, một lượt đăng ký kênh ha. Đó, và nếu như mà anh chị thấy được những cái quan điểm của em nó thật sự hữu ích với anh chị và muốn đồng hành cùng em trong cái giai đoạn sắp tới, thì hãy nhanh chóng tham gia vào cái nhóm đầu tư tư duy chia sẻ. Đấy, em sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái trải nghiệm của em trên thị trường này, cũng như là những cái bài học của em, đấy, đúc kết được trong cái giai đoạn mà em
nghiên cứu và tìm tòi trên thị trường này. Đó. Và nếu như mà anh chị đang bị gặp vấn đề về cái việc xử lý danh mục của mình đi, mà không biết phải bắt đầu từ đâu, và hiện tại đi, đang bị lỗ đi, hoặc là hiện tại đang bị lỗ đi và không biết phải xử lý như nào, có thể kết bạn Zalo với em. Đấy, với số 03434 này 75229. Đấy, anh chị kết bạn với em đi, em sẽ hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho anh chị. Miễn phí ha. Đấy. Cơ cấu danh mục xử lý rồi cũng như là đưa ra cho anh chị về những cái lập luận, những cái quan điểm về những cái cổ phiếu mà anh chị quan tâm, anh chị đang nắm giữ. Đấy, anh chị cứ gửi danh mục qua và em sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho anh chị. Vì sao ạ? Thị trường này khó anh chị. Bây giờ không làm miễn phí cho anh chị thì thật sự thấy rất là có lỗi. Vì em biết anh chị đang lỗ mà, đúng không ạ? Đang bị kẹp hàng mà, đúng không ạ? Bây giờ mà còn không hỗ trợ miễn phí nữa thì có phải là quá là nghiệt ngã với anh chị không? Đó. Nên là nếu như mà anh chị thấy những cái chia sẻ của em hay, đó, và thấy những chia sẻ của em hay đi và đang bị kẹp hàng đi, đấy, và muốn hỗ trợ thì cứ nhắn tin cho em. Đấy, đừng có ngần ngại gì ha anh chị. Đấy, em rất là nhiệt tình với những anh chị vẫn còn đang giữ lửa, vẫn còn đang chiến đấu với cái thị trường này. Đấy, và em tin chắc được là những anh chị nào mà trong giai đoạn hiện tại đi vẫn còn theo dõi vận động của thị trường, trong cái bối cảnh sắp tới sẽ là những người tiên phong kiếm được tiền khi mà thị trường có những cái tín hiệu tạo đáy. Vì trong cái giai đoạn hiện tại em biết rất là nhiều nhà đầu tư đã rời bỏ thị trường rồi anh chị. Đã rời bỏ thị trường rồi. Và những nhà đầu tư đó hầu như là những nhà đầu tư F0. Tại sao em gọi là F0 vậy anh chị? Vì trong cái bối cảnh thị trường đi lên á, họ là những người kiếm được tiền nhưng mà lại là những cái người mất sạch tiền trong cái thị trường đi xuống như này. Đấy. Vậy suy cho cùng thì họ cũng chẳng học được cái bài học gì sau cái giai đoạn mà đi lên đi xuống của thị trường, một cái chu kỳ trải qua mà họ chẳng học được gì, họ rời bỏ thị trường tại những cái điểm này, thì chắc hẳn họ sẽ mãi mãi là F0 trên thị trường thôi, đúng không ạ? Và sẽ còn 95% nhà đầu tư còn thua lỗ trên thị trường nếu như mà chẳng học được gì trong cái giai đoạn mà thị trường đi lên và đi xuống như này. Đó, anh chị kiếm được tiền bao nhiêu cũng vậy hết cả. Nhưng mà khi mà anh chị á, rơi vào những cái rủi ro mà anh chị không xử lý được thì anh chị sẽ trả lại cái khoản tiền đó, có khi là còn thua lỗ nữa anh chị, đúng không ạ? Thua lỗ tại vì sao vậy anh chị? Tại những cái nhịp hồi như này nè. Đó, anh chị vừa mất tiền mà, đúng không chị? Anh chị vừa mất lãi, anh chị lại muốn kiếm lại ở những cái nhịp hồi như này. Đó, và anh chị nào đã trải qua thì anh chị cũng biết được là nó cực kỳ khó, cực kỳ khốc liệt. Nên là em mới thành lập một cái nhóm chia sẻ về cái tư duy này nè, để mà củng cố về những cái bài học, về những cái sai lầm, và trang bị cho anh chị những cái kỹ năng cần thiết để anh chị có thể chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới của thị trường. Đó, thì rất mong là những cái chia sẻ của em nó sẽ được lan tỏa đến với quý anh chị nhà đầu tư. Đó, thì xin chúc anh chị có buổi xin chúc anh chị có những ngày cuối tuần, có cái ngày cuối tuần bên gia đình và người thân của mình thật là hạnh phúc và vui vẻ ha. Đó, và nếu như mà anh chị thấy hay thì hãy để lại phía bên dưới phần bình luận chữ hay anh chị. Đấy, chữ hay hoặc là cảm ơn AD. Đấy, cảm ơn vì sự nhiệt tình, hoặc là chúc em nhiều sức khỏe để mà chuẩn bị cho một cái tuần giao dịch mới thật là bùng nổ anh chị. Đấy, thật là bùng nổ đó chẳng hạn. Ok, em xin kết thúc video ngày hôm nay nhé anh chị.